Bữa nay đậu đũa mơi quá nè các bạn ơi. Đậu đũa này trồng mau ăn hơn là cái cặp cặp nè, nó mau ăn hơn đậu gồng nha. Đậu gồng mình trồng trước nó luôn mà mới ra bông, nó chưa ra trái. Nè nè nè, hai trái nè. Dịp này nên ở nhà trồng đậu đũa, trồng nói chung trồng đặc chặt để có đồ ăn á. Nó dài lắm, nó dài mênh mang luôn rồi, thấy không? Wow, dài lắm, dài lắm. Đây nó là hai trái nó, mình thấy mê quá. Trái nào bự bự hái vô ăn. Quá trời, mười quá, mười quá. Đã quá, đã quá, đã chưa cả nhà, thấy đã chưa cả nhà? Đó, bỏ bên này. Rất lượm lên đây, cái này rất là dài luôn á. Cái này không được đấy, cái thao nó ngắn quá, cái thao mà lại nó dài vậy nè. Chung đi hai trái nữa, hai trái này còn non nhưng mà thấy nó eo hái cho nó đã. Đây một trái nữa. Đã tay quá. Ở đây nó chút xíu đó, nó già không hay gì. Nè thấy không cả nhà? Chút xíu nó già không hay gì. Hai trái luôn. Nhiều quá vậy. Còn đây hai trái nữa. Rồi, cái này chỉ mới có 2 cây, 3 cây vậy thôi mà đã không vui rồi. Đó, một búng tay luôn. Này nè, cái xanh đó nè. Vừa đem hai tiếp, hai thêm mới nè. Hái nữa, hái tiếp, hái tiếp. Đã quá, đã quá. Đây nó là trong đây mà. Cầm cầm, lấy tay đây. Sắp tới rồi này nó ra lo mà hái ăn luôn đó nhà ơi. Kìa tao bóp nhà mình nè, mình mới hái hồi sáng rồi. Giờ còn trái nhỏ không hái nữa. Tốt lắm. Xíu giờ nhà của mình không có trồng rau. Dịp này á, ba mẹ mình bắt đầu trồng. Mình thì tập trồng lấy gai rồi, còn ba mẹ mình thì mới tập trồng nè. Trời ơi, trồng cây vô hai tiếp. Quá trời. Chết. Trái. Tuyệt tài không tới luôn nè. Dạ. Nè, cây đậu gồng mình bữa nay mới có trái nè. Mà thật sự trồng này sao, trồng sao tới nửa tháng luôn á. Nước đậu gồng bắt đầu có trái nè. Thế này đó cả nhà. Wow, đây nó là còn nữa nè. Wow, nó ra cặp cặp không à, hai trái. Một trái nữa, trái này già hả? Quá trời đã luôn chị ơi, nhiều quá nhiều luôn rồi. Trời, cái này là ăn nguyên gia đình luôn á trời. Đó,
Vô đi hái tiếp. Để cái máy trái, trái cho mình cái siêu dài. Và mềm mềm luôn. Siêu dài. Siêu thứ dữ luôn. Wow. Ui, 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 ui. Cho mình cho con cái trái đá gian nè. Hai ba ba mà vẫn còn dư thế à? Hả? Đã quá nghe tiếng bực bực sướng. Đâu còn nữa không? Đây hai trái nữa nè. Dạo lắm. Cái cây bên đây nữa nè. Cái cây này là cây chắc thần kỳ nè cả nhà. Cái nhà mình sẽ chắc thần kỳ nha. Chắc thần kỳ nè. Mình mà ăn vô rồi đó là nó ngọt cái miệng. Là mình uống ăn ăn ớt, ăn chanh, uống rượu, uống bia đều ngọt hết nha cả nhà. Là không mấy người mà mới học uống rượu uống bia quốc này chưa. Không không thấy đắng cái gì chứ ngọt luôn. Wow. Ở đây có một cây nhưng mà cây nó còn trái nhỏ ha. Trái này trái đầu nè. Nhưng mà mình hái được luôn. Hái luôn ha. Mình trồng chỗ này chỗ nọ vậy đó, kiếm chỗ trồng vậy đó. Đây miếng đất trồng kiển. Bây giờ đem đi trồng cao. Nè. Ồ, mình tổng lại coi được bao nhiêu. Bây giờ tới đây đã kết thúc nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã xem và theo dõi kênh của mình nha. Nhà thấy hay thấy ngọt lắm, nút like, đăng ký kênh của mình nha, ủng hộ mình nha. Bye bye cả nhà. Bye bye.